Xin chào bạn, mình xin hướng dẫn cho bạn cách giải cái bài toán này tìm giá trị của m gãy hàm số y bằng m bình cộng m tất cả nhân cho x bình cộng cho m x cộng 9 là hàm số bậc nhất. Bạn nhìn kỹ, đây là hàm số bậc 2. Để nó trở thành hàm số bậc nhất thì cái hệ số đứng trước hàng x bình phải bằng 0, phải bằng 0, và cái hệ số đứng trước hàng x phải khác 0. Là mình phải thỏa mãn hai cái yêu cầu của đề bài, đó là m bình cộng m bằng 0 và m phải khác 0. Và bạn giải cái đó ra là hoàn thành cái bài toán này.